Xin kính chào quý khán giả thân thiết của kênh Nghệ An TV. Tại đây chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất mỗi ngày. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra mức án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 người liên quan đến các sai phạm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn. Theo đó, bà Trương Mỹ Lan bị tuyên 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, 20 năm tù về tội đưa hối lộ và tử hình tội tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Bị cáo Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, hiện đang bỏ trốn 19 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, mức án chung thân về tội tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt cho cả hai tội là chung thân. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước, bị tuyên chung thân về tội tham ô tài sản. Bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu Phó Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, lĩnh 11 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Trương Huệ Vân, cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 17 năm tù về hai tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Các bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB, mức án chung thân về các tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cùng tội danh, bị cáo Tạ Chiêu Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tài chính Việt Vĩnh Phú, cựu thành viên Hội đồng Quản trị SCB, 20 năm tù. Nhóm tội danh tham ô tài sản, tòa tuyên các bị cáo Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng Giám đốc SCB, 18 năm tù, cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan tín dụng ngân hàng 2 năm sau khi chấp hành hình phạt chính. Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB, 16 năm tù, cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan tín dụng ngân hàng 2 năm sau khi chấp hành hình phạt chính. Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 20 năm tù. Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula, 17 năm tù. Đặng Phương Hoài Tâm, Phó Trưởng phòng Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 15 năm tù. Nhóm tội danh về vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, 17 năm tù. Uông Văn Ngọc Ẩn, cựu Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm và trả tự do ngay cho bị cáo tại phiên tòa. Chiêm Minh Dũng, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB, 17 năm tù. Nguyễn Văn Thanh Hải, cựu Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, 13 năm tù. Theo hội đồng xét xử, qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến phiên tòa, đủ căn cứ xác định bị cáo Trương Mỹ Lan phạm vào các tội danh như cáo trạng truy tố. Hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho SCB, là nguyên nhân SCB rơi vào tình trạng mất thanh khoản, gây hoang mang trong người dân, xói mòn niềm tin của nhân dân. Trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo hành vi phạm tội. Bị cáo Lan đã phạm tội nhiều lần trong thời gian dài với thủ đoạn tinh vi, phạm tội có tổ chức. Cũng theo hội đồng xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan không thành khẩn, khai báo quanh co, hành vi phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không có khả năng thu hồi. Do đó, hội đồng xét xử áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất. Với nhóm bị cáo là lãnh đạo SCB và cán bộ chủ chốt tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, theo hội đồng xét xử, mặc dù biết hồ sơ vay vốn khống là để bà Trương Mỹ Lan rút tiền, nhưng các bị cáo này vẫn giúp sức cho mượn pháp danh công ty, thuê người đứng tên, tạo điều kiện cho bà Lan rút tiền. Hội đồng xét xử xác định các bị cáo này cũng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội danh như bị cáo Trương Mỹ Lan. Đối với 5 bị cáo đang bị truy nã, gồm Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu phó giám đốc chi nhánh Bến Thành của SCB, Trầm Thích Tồn, cựu thành viên Hội đồng Quản trị SCB, Chiêm Minh Dũng, cựu phó tổng giám đốc SCB, Nguyễn Thị Thu Sương, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB và Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB. Theo hội đồng xét xử, cơ quan điều tra đã thông báo cho 5 bị cáo ra trình diện. Sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử, đã tống đạt quyết định, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng đề nghị các bị cáo ra đầu thú để nhận sự khoan hồng. Tuy nhiên, các bị cáo vẫn vắng mặt, từ bỏ quyền bảo vệ quyền lợi của mình. Hội đồng xét xử tạo điều kiện cho các luật sư tiếp cận hồ sơ và tham gia bào chữa cho các bị cáo. Việc xét xử vắng mặt với các bị cáo không gây trở ngại cho quá trình xét xử. Đối với nhóm các bị cáo là cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước, theo hội đồng xét xử, quá trình thanh tra tại SCB, các bị cáo trong đoàn thanh tra đã nhiều lần nhận tiền, quà biếu của ngân hàng SCB để bao che sai phạm theo đề xuất, kiến nghị của SCB. Các báo cáo đề xuất không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra và dự thảo kết luận thanh tra không khách quan, trái pháp luật. Hành vi của các bị cáo tại cơ quan thanh tra
dẫn đến các cơ quan cấp trên không có đủ thông tin, tài liệu để chỉ đạo xử lý các sai phạm của SCB. Điều đã tạo điều kiện cho SCB tiếp tục được thực hiện đề án tái cơ cấu và bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo rút tiền gây thiệt hại cho SCB. Về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng trong vụ án, tòa nhận định, trong vụ án này về trách nhiệm hình sự, hội đồng xét xử xem xét theo nguyên tắc có lợi cho bị cáo trên tổng số tiền thiệt hại là 498.000 tỷ đồng. Về trách nhiệm dân sự, thực tế bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt gây thiệt hại hơn 677.000 tỷ đồng, tương đương dư nợ của 1.284 khoản vay. Theo hội đồng xét xử, đáng lẽ phải yêu cầu các bị cáo bồi hoàn toàn bộ. Tuy nhiên, bản chất số tiền thất thoát là do bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng, chỉ đạo sử dụng, các bị cáo khác nghe theo chỉ đạo của bà Lan để thực hiện hành vi sai phạm. Thực chất bản chất 1.284 khoản vay này, SCB thực hiện không đúng quy định pháp luật. Số hợp đồng vay này là phương thức, thủ đoạn để bà Lan rút tiền SCB sử dụng. Do đó, tòa chỉ buộc bị cáo Lan bồi hoàn tiền lãi, toàn bộ dư nợ 1.284 khoản vay được xác định chiếm đoạt, gây thiệt hại 677.000 tỷ đồng cho SCB. Tính toán khấu trừ phần nghĩa vụ của bị cáo Nguyễn Cao Chí, Dương Tấn Trước và công ty Tường Việt, Cao Việt Dũng, Nguyễn Thanh Tùng đã hoàn trả cho bà Lan số tiền mà bà Trương Mỹ Lan còn phải khắc phục là 673.849 tỷ đồng. Tòa ghi nhận sự tự nguyện của Trước nộp lại 2.204 tỷ đồng đã nhận của bà Trương Mỹ Lan. Một số cá nhân nhận tiền từ Dương Tấn Trước, nguồn tiền có được từ vụ án, tòa yêu cầu phải nộp lại. Đối với những số tiền mà các bị cáo tự nguyện nộp khắc phục hậu quả vụ án, hội đồng xét xử cho rằng trong vụ án này, tòa không buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm dân sự. Song các bị cáo tự nhìn nhận sai phạm, tự nguyện nộp tiền, hội đồng xét xử sẽ ghi nhận tình nguyện và xem xét giảm nhẹ khi lượng hình. Những số tiền này sẽ được chuyển cho SCB, khấu trừ nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong vụ án. Với tiền, cổ phiếu, đồ vật đã kê biên, phong tỏa thì tiếp tục thực hiện để đảm bảo nghĩa vụ của bị cáo Lan. 5,2 triệu đô la Mỹ hối lộ mà bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã nhận, hội đồng xét xử xét thấy tiền này bị cáo Lan rút ra khỏi SCB là công cụ thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu xung công quỹ nhà nước. Tòa buộc bị cáo Nhàn phải nộp phạt 100 triệu đồng ngoài trách nhiệm hình sự. Hơn 1.100 mã tài sản còn lại trong vụ án đang thế chấp ở SCB. Hội đồng xét xử tuyên giao SCB tiếp tục quản lý xử lý để tiếp tục thanh toán dư nợ. Trong số này có một số mã tài sản thuộc sở hữu bà Lan nhưng cho người khác đứng tên hộ. Hội đồng xét xử cho rằng trong quá trình SCB thu hồi nợ, khi đã giải quyết xong các khoản nợ, phần còn lại SCB phải phối hợp C03 xác định tài sản nào của bà Lan để tiếp tục đảm bảo nghĩa vụ thi hành án cho bị cáo. Với căn biệt thự cổ 110-112 Võ Văn Tần, quận 3, hiện chưa thu giữ được sổ đỏ, con gái bà Lan là Chu Duyệt Phấn xin hủy kê biên. Tòa xét cổ đông công ty sở hữu tòa nhà này thực chất là con cháu của Trương Mỹ Lan nên là tài sản của bà Lan. Do đó, hội đồng xét xử tuyên tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo. Tài sản này Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ cho trùng tu, không được thay đổi hiện trạng. Tòa nhà ở 75 Nguyễn Huệ mà Vạn Thịnh Phát cho ngân hàng SCB thuê, hội đồng xét xử xác định đây là tài sản của bà Trương Mỹ Lan nên tuyên tiếp tục kê biên nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Với loạt bất động sản tại quận 1, quận 7, quận 4, quận Phú Nhuận, hội đồng xét xử cũng tuyên tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ dân sự của bà Lan. Bên cạnh đó, công ty cổ phần TH Hạ Long và công ty Âu Lạc đã nhận từ bà Lan 6.095 tỷ đồng để chuyển nhượng 18 triệu cổ phần. Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo Trương Mỹ Lan có nghĩa vụ rất lớn phải thực hiện. Tiền bà Lan đưa cho hai công ty trên là tiền từ SCB. Do đó, hội đồng xét xử cho rằng phải thu hồi về cho SCB, buộc công ty cổ phần TH Hạ Long và Âu Lạc nộp lại 6.095 tỷ đồng. Với tài sản kê biên của bị cáo Trương Huệ Vân, tòa nhận định Vân được bị cáo Lan nuôi nấng từ nhỏ, bản chất tài sản là của chủ tịch Vạn Thịnh Phát nên tuyên tiếp tục kê biên đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Đối với tài sản phong tỏa, kê biên có liên quan vụ án, hội đồng xét xử tuyên tiếp tục phong tỏa, kê biên, đồng thời gỡ phong tỏa, kê biên với các tài sản không liên quan tới vụ án.